Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy những giá trị của dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, tạo sân chơi cho các câu lạc bộ, các nghệ nhân được giao lưu, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm trong phong trào bảo tồn, lưu truyền dân ca ví dặm. Liên hoan dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh năm 2014 được diễn ra tại ba cụm Yên Thành, Thanh Chương và Hưng Nguyên với 34 câu lạc bộ dân ca của 15 huyện thành thị trong tỉnh Nghệ An. Các chương trình đã tái tạo và phục dựng được nhiều không gian, môi trường diễn sướng của dân ca Nghệ Tĩnh. Liên hoan đã thực sự để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi người, khẳng định sự lan tỏa và sức sống bền lâu của dân ca ví dặm trong đời sống hiện nay. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những tiết mục tham dự liên hoan dân ca ví dặm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dòng sông quê bạc ngược trong đôi bờ ngọt ngào câu hát đo đưa xôn xao sóng đục đôi bờ mình nhớ mang một mía Nam Đàn quê xứ quê ta ngọt mía Nam Đàn một núi là quá quê hương ngàn năm
trời đất xoay vần nắng lại mưa. Hỏi người quận từng biết hay chưa, công danh nam tử còn vương giờ, nghĩa mẹ công cha luống. Hay, hay, thật là xấu sắc. Lùa, lùa, lùa. Quán trên truyền thánh chỉ, nhà vua mở ân khoa, truyền chỉ từ gần xa, ghi tên mình ưng thì ra đình ghi ưng thì. Loa, loa, loa. Mình ơi, vua sắp mở khoa thí, mai mình ra đình để ghi tên. Ủa tê, rắn lại rí, chứ rồi mai kinh trừ trời ơi, có ai như thế. Tiến sĩ cử nhân dậy 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 mau lên, con chào cha chào mẹ, con kính chào cha mẹ, con chào cha mẹ à. Cha mẹ được rồi, con chào cha chào mẹ à. Thiên hạ nhi ưu nhi ưu, hầu thiên hạ chi lạc nhi lạc. Thôi thôi ông tướng à, chưa tối mà đã ngủ thì phải đọc là tiến thiên hạ nhi lạc, dành hết cái sướng của thiên hạ. Nàng thì tôi vừa chợp mắt được có một lúc mà nàng đã lừa người ta, làm người ta hết cả hồn. Chân đơn gối lẻ đã hơn 3 tháng rồi. Chàng đừng trách tiếp chàng ơi, lòng chàng vỡ mộng thì tiếp tôi khổ. Tiệm đà cả hai đà hợp tâm phụ tâm
hèn, giao hèn cậy chi mô. Chàng ơi, khi cưới thiếp về, hai bên cha mẹ được giao hẹn trước, chàng nói ra gì này? Nói rằng chàng nói ở nàng nói tôi nghe mô. Ô, này con ơi, chớ làm cái việc mây mưa, trông chưa thiếu đồ, thì vợ chưa cho. Lớn của chóa thì liều hơn. Đó, cha mẹ đã cả quyết rửa thì chàng nhưng tiếp mân ráng đưa. Tôi chịu thua cả cổ rồi. Trái nhà nề nếp giá phong, mẹ cha khắc ngơ thì nên không thể nào. Ôi, cố mà dùi mài kính sử, cỡ mới chưa ăn thì gạo còn đỏ. Rồi còn lúc thiếp đen bu cho, giờ thiếp ra cho chàng học bài nhá. Đọc sách xuống vừa thương vừa trách, thánh hiền có biết nỗi khổ cho ai, cơm treo mèo cứ nhìn hoài, chàng can thiệp mơ thiệp mà nó thấy ngài ở môi ở trời. Do khổ trong con ơi rõ khổ trong tôi, đầu hôm sớm mai đều thầm mặc nghĩ mà xót xa, nhưng biết mình rằng khi công danh chưa tròn vẹn chẳng cho nóng đã mình ơi. Nàng ơi, nàng ơi, ở lại đây với tôi một chút lần đi. Chị rồi, đừng có mà làm liều đồ cháo, đồ cháo. Tôi muốn đồ chi thì đồ, đây chịu khổ nhiều rồi. Chàng đừng có nói chơi, mẹ cha nghe thì chết, em hét lên thì chết. Thôi nàng, thôi nàng để đó mà ra, nhanh nhanh đi không tôi ở lại nữa thì khổ ta khổ mình. Quan quan chi cứu, tài hà chi châu, yêu điều thục nữ, quân từ hào cầu, yêu điều thục nữ, quân từ hào cầu, hào cầu mà có được chi mô.
dằn lòng nhắm mắt nghiện rằng người ơi có biết cho chẳng hỡi người. Chẳng ta duyên phận không ưa nhau thì thôi, bên mi đã nặng hiểu với nhau rồi. Thương vì chàng sớm tối năm không, cực lòng ai ở tỏ. Hỡi chàng ơi đừng như gió cả, có thương nhau cho em ngỏ một lời. Bao giờ sự sóng xuôi tình trong nghe vời, người ơi em đang mơ màng. Lặng mắt trời khuya mặn bực bội ở rí ấy. Trời ơi, mình nàng như ngọc như ngà, như tranh tổ nữ, như hàng nga dạng ở trần. Cùng liều nhắm mắt đưa chân, một lần cho thỏa, muộn mần rằng thì mần. Hỡi là nàng ơi, thành nhân dạy rằng không duyên thì nhờ. Tình trong nghĩa vợ răng nở xa rồi, một lần chỉ một lần thôi. Anh như con chim mơ nhà bị bạn rời vì nàng. Là chàng ơi, quân tử vi phong, tiểu nhân vi thảo. Thánh hiền là đạo, chàng hiểu hơn ai. Xin chàng đừng có đơn trai, chàng vô đi cho đặng. Để kiếp tôi giữ trọn nợ này. Quân tử vi phong, tiểu nhân vi hào. Nàng cũng không luận ngữ, lẽ quân tử tiểu nhân. Một càng anh như cũng biết sống ba chữ, biết tôi điều ở kinh nhớ chữ. Nàng vì ta như gió, còn nàng á thì như cỏ. Gió thì tung hoành thiên hà, còn cỏ thì giữ đảo nhà. Giữa nàng có nghe theo sách thành hiền dạy không? Thành hiền mà dạy thì em phải nghe chứ răng. Có chắc chắn không? Chắc gì đáng lý không? hay lắm. Người ơi, chưa biết một mà nọ biết hai. Lặng mà nghe anh ơi giảng, kẻo hiểu sai sách thành hiền này.
thuần ngữ là quân tử vi đức phong, tiểu nhân vi đức hào, hào thương vi phong tất hiền. Nghĩa là người quân tử thì như gió, kẻ tiểu nhân thì như cỏ, gió mà đã thổi nó là cỏ rạp xuống, chồng mà đã muốn là vợ cứ phải tiêu chứ rằng. Thôi thôi thôi, làm xéo sách Thánh Hiền dày đi nàng ơi. Thánh Hiền mà nó dày thì con nói chỉ được nữa, nhưng mà chỉ một lần ý thôi đó nha. Một lần rồi cổ chỉ ngón tay, gió thổi qua thôi lại, chỉ hạn bay ta lại lần. Chỉ được cái rửa là rồi thôi, vỗ trước đi nợ